mất nỗi đau và hối tiếc, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn đủ tỉnh táo để nói về các học sinh của mình rằng anh ta nghĩ rằng họ có một tương lai tươi sáng. Tiếp tục đứng lên và làm điều đó một lần nữa. Nếu có một trong bóng đá theo cách đau đớn nhất, thì giáo viên và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nuốt trái cây đắng sau thất bại của Iran. Mặc dù họ có 6 điểm trước 2 trận đấu, đánh giá thế hệ thông qua một trận đấu hoặc giải đấu, nhưng họ có cơ hội 3 trận đấu không hoàn toàn chính xác mà người U20 này không chỉ là mọi vòng. Cuối cùng, chỉ U20, họ đã lớn lên thông qua nhiều giải đấu và thậm chí một số người giành chức vô địch ở Đông Nam Á U23. Quan trọng hơn, tinh thần và mong muốn của một nhóm trẻ luôn học hỏi. Sự thất bại của Iran đã khiến nhiều người chơi khóc vì hối tiếc, nhưng chắc chắn đã nhận ra lý do tại sao họ thua cuộc: tăng sức mạnh, mất tập thể hình, mất đi sức mạnh thể chất và vượt qua. Không chỉ nước mắt và hối tiếc, U20 Việt Nam rời Uzbekistan chỉ sau 3 nhóm, nhưng họ đã có một bài học tuyệt vời và có niềm tin vào tương lai. Tàn Phước.